Cha mẹ làm chín nghề này, con cái muôn đời mất phúc. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước, là ý chỉ khi cha mẹ làm những việc trái với luân thường đạo lý thì con cháu thường phải lãnh chịu hậu quả từ những nghiệp nhân quả đã gây ra. Trong lý nhà Phật gọi là tạo nghiệp là vì thế. Và trong nội dung ngày hôm nay, Minh Đạt sẽ chia sẻ cho quý vị về 9 công việc mà nếu cha mẹ làm sẽ gây họa cho con cháu về sau. Cụ thể 9 công việc đó là gì thì Minh Đạt sẽ xin mời quý vị cùng theo dõi. 9 việc làm đẩy con cháu vào đường hết phúc. Thứ nhất, buôn thần bán thánh. Thần thánh vốn thuộc về thế giới tâm linh, nhân quả phúc báo cũng luôn rõ ràng. Nếu lợi dụng sự mê tín và lòng tin của con người để mang thần thánh ra buôn bán, kinh doanh, thu lợi bất chính, thì dẫu có xây 7 tòa tháp cũng không rửa hết được tội. Bản thân không được hưởng phước báu, mà con cháu cũng mất hết phúc phần. Làm việc gì cũng bị thua lỗ, bị người khác lừa lọc, lợi dụng. Thứ hai, cắp trộm, cướp giật. Đã là trộm cắp, thì dù là cái gì nhỏ bé như cái kim thì cũng rất đáng lên án. Người trộm cắp dù có thoát khỏi pháp luật nhưng lương tâm lúc nào cũng lo sợ và nhân quả nghiệp báo ở kiếp sau không thể tránh khỏi. Nếu cha mẹ mà trộm cắp thì sẽ chịu quả báo nặng nề. Đó chính là nghèo khổ cả đời, con cái sau này sẽ bị cướp đoạt tài sản. Thế nên quý vị đừng nghĩ cướp giật được của người khác là có thể hả hê hưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng. Trên đời này, cái gì cũng có vay có trả. Hôm nay bạn có thể trộm cắp của người khác những thứ này, nhưng về sau, bạn và con cái của bạn sẽ dùng chính cuộc đời của mình để trả giá. Có khi còn phải làm thân trâu ngựa để gánh trả những gì từ thời trước gây ra. Trộm cắp, cướp giật xuất phát từ tâm tham. Một trong tam độc tham, sân, si khiến cho tam nghiệp, tam, khẩu, ý chồng chất, phải chịu trầm luân thống khổ. Quả thực họa muôn đời họa, phúc mất trùng lai. Thứ ba, hành nghề tú ông, tú bà. Đây là những người sử dụng tiền bạc để bắt ép những người có thân thất thế đang cảnh nghèo đói, bán thân làm nô lệ, làm gái mại dâm, đẩy không biết bao nhiêu người vào cảnh nhơ nhớp, thoát ra không được, phải chịu bao nhiêu điều tiếng chê bai của người đời. Bởi vậy nên con cái của những tú ông tú bà cũng có những cuộc sống chẳng lấy gì làm suôn sẻ. Ra xã hội thì bị kẻ khác chèn ép bóc lột, thậm chí phải dùng cả thân xác để mua vui kẻ mạnh hơn. Nếu có lấy chồng thì gặp cảnh vũ phu, hoặc trai lấy vợ thì gặp phải bà la sát. Thứ tư, bán thuốc giả chữa bệnh. Những người mắc bệnh đã phải chịu nhiều đau khổ. Họ phải chịu những đau đớn về thể xác do bệnh tật hành hạ. Không những thế, bệnh nhân còn bị những lo lắng về bệnh tật dày vò. Ngoài ra, những khó khăn về kinh tế cũng làm cho họ đứng ngồi không yên. Không ít người phải bán nhà cửa để chạy tiền thuốc thang. Những nỗi lo lắng, khó khăn chồng chất khiến họ đứng ngồi không yên. Họ bán cả gia sản đi để mua thuốc, những mong vượt qua được bệnh tật. Bỏ tiền ra mua thuốc là bệnh nhân và người nhà đặt cược cả tính mạng của mình vào đó. Chính vì vậy, bán thuốc giả cho họ là tội ác không thể tha thứ. Đó là việc làm thất đức bậc nhất trong thế gian này. Bán thuốc giả chữa bệnh có thể cướp đi tính mạng của người khác, đánh cắp hy vọng sống của họ, hưởng lợi ích, sống sung sướng trên nỗi đau của người khác là kẻ bất nhân, vô đạo. Kẻ buôn bán thuốc giả chữa bệnh phải chịu quả báo nặng nề. Khi sống, họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Những kẻ buôn bán thuốc giả có thể bị tù đày, thậm chí tử hình. Khi chết đi sẽ bị đọa đày xuống địa ngục, phải chịu đựng những trừng phạt vô cùng đau đớn. Thứ năm, đánh trẻ con. Trẻ con là mầm non của đất nước. Chúng chưa có khả năng tự vệ. Những đứa trẻ vô tội, không có khả năng chống lại sự bạo hành, đánh đập hay dọa nạt của người lớn. Vì vậy, trẻ em luôn cần được che chở, bảo vệ và dạy bảo một cách chu đáo. Do đó, những người làm nghề trông trẻ mà đánh đập, dọa nạt trẻ cũng là làm việc thất đức. Dọa nạt,
đánh đập một đứa trẻ không có khả năng phòng vệ, không biết tự bảo vệ mình là một hành động vô cùng độc ác và đáng lên án. Không chỉ vi phạm pháp luật, những người này còn phải chịu sự trừng phạt của luật nhân quả. Họ phải chịu nghiệp báo nặng nề. Họ có thể bị tuyệt tự hoặc con cái hư hỏng, tán gia bại sản. Thứ 6, buôn bán thực phẩm bẩn, tẩm hóa chất. Ngày nay, nhiều người chạy theo lợi nhuận nên đã buôn bán nhiều loại thực phẩm được ngâm tẩm hóa chất cho người tiêu dùng. Những loại thực phẩm này hủy hoại sức khỏe của con người. Nó khiến người mua bị bào mòn sức khỏe mà không hề hay biết. Bán thực phẩm ngâm tẩm hóa chất không khác gì hành vi đầu độc, giết người. Thậm chí, tội nghiệp của nó còn lớn hơn giết người, bởi việc buôn bán thực phẩm bẩn, ngâm tẩm hóa chất đầu độc rất nhiều người. Những chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể gây ra nhiều loại bệnh ung thư và các bệnh nan y khác. Chỉ vì lợi nhuận của bản thân mà gây ra đau khổ, hủy hoại sức khỏe của người khác là tội nghiệp rất nặng. Nó sẽ khiến những kẻ này phải chịu trầm luân mạt kiếp. Thứ 7, làm quan tham nhũng. Làm quan là tạo phúc cho dân. Người làm quan thanh liêm, biết vì người khác mà hy sinh sẽ đem đến cho người dân những điều tốt đẹp. Ngược lại, những kẻ tham lam, vơ vét của chung, làm của riêng, ăn tiền đút lót để làm điều sằng bậy sẽ khiến nhiều người phải lao đao. Quan tham nhũng sẽ trở thành tay sai của kẻ có tiền. Việc làm của họ không còn vì dân mà vì lợi ích của những kẻ đút lót, nịnh bợ. Đồng tiền khiến họ mở mắt nên sẵn sàng làm những việc băng hoại đạo đức, hủy hoại đời sống của người dân. Chính vì vậy, những kẻ làm quan mà tham nhũng sẽ phải chịu quả báo nặng nề, không chỉ bị trừng phạt của pháp luật, mà con cháu của họ có thể phải gánh quả nghiệp. Thứ 8, buôn bán gian lận. Buôn bán kinh doanh là ngành nghề không thể thiếu được cho cuộc sống. Nó là nghề trung gian, kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Kinh doanh giúp cho việc buôn bán kinh doanh trở nên hanh thông. Nó vừa thúc đẩy sản xuất, vừa thúc đẩy tiêu dùng, khiến cho nền kinh tế của đất nước phát triển. Tuy nhiên, nếu buôn bán gian lận, sử dụng thuốc độc để kinh doanh có lãi thì lại là tội ác. Mới cân điều mà quả báo là quỷ đầu thai làm phá gia trì tử. Thử hỏi những người vô lương tâm bán sữa giả, thuốc độc, đồ ăn tẩm hóa chất, rau cỏ độc hại, giết người không dao sẽ bị trừng phạt thảm khốc thế nào đây? Nếu chẳng quay đầu sám hối, e rằng không còn kịp nữa. Thứ 9, giết thịt động vật. Tại Chiết Giang, Trung Quốc, có người họ Thiệu làm nghề giết mổ và bán rượu thịt. Ông nuôi mấy con lợn, một hôm đang chọn xem con nào béo mập để giết thịt. Bỗng một con trong số đó quỳ mọp xuống và rơi lệ khóc. Họ Thiệu không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận, mang con lợn ấy đi giết ngay. Hôm ấy trời đổ mưa, họ Thiệu bày thịt lên quầy, đến tối mịt vẫn không có một người nào đến mua. Ông ta trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán hận, mang chân đôi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn, định móc lên cái móc sắt treo thòng xuống từ xa nhà. Không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân, làm đảo ngã cái ghế. Miếng thịt rơi xuống đất, trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay ông, khiến ông bị treo lơ lửng, không cách gì gỡ được. Người nhà gấp rút cấp cứu, thì ông ta đã đau đớn cùng cực đến mức mê sảng mà không còn tỉnh táo nữa. Khi ấy vừa lúc trong nhà đang cất rượu, họ Thiệu gào thét đau đớn, rồi dùng tay vơ cả rượu và hèm rượu cho vào miệng ăn. Bã hèm nhem nhúc quanh miệng, lại bôi dính khắp người thật nhơ nhớp. Trông ông ta lúc ấy mường tượng như một con heo dơ bẩn. Họ Thiệu nằm một chỗ kêu là đau đớn như vậy đến hơn 20 ngày rồi mới chết. Người đời, ai cũng muốn được giàu có, nhưng làm nghề đồ tể lại thường nghèo mặt. Người đời, ai cũng muốn khi chết được an lành tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bất đắc kỳ tử. Người đời, ai cũng muốn gia đình đoàn tụ, nhưng làm nghề đồ tể thì gia đình thường ly tán. Đã thấy biết như vậy thì cớ gì phải theo đuổi mãi nghề ấy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị có suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay thì hãy để phần tâm sự của mình ở phần bình luận bên dưới để Minh Đạt và mọi người được biết nhé. Đừng quên đăng ký để xem được video mới nhất quý vị nhé.
Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.